Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Người Việt Nam Châu phát sóng trên kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Ngọc Ninh rất vui được đồng hành cùng quý vị và cập nhật những thông tin mới nhất về đời sống của cộng đồng. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính có trong chương trình. Người Việt tại Mỹ đi bầu cử tổng thống và những kỳ vọng vào sự đổi mới của nước Mỹ. Mái ấm Việt Séc kỷ niệm 3 năm thành lập, nhận biểu tượng của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Người Việt ở Đài Loan giới thiệu văn hóa truyền thống tại Ngày hội Văn hóa Châu Á-Thái Bình Dương năm 2016. Thưa quý vị, hôm 8 tháng 11, hơn 120 triệu cử tri trên khắp nước Mỹ đi bầu cử để chọn ra người kế nhiệm Tổng thống Barack Obama, trong đó có cả những người Mỹ gốc Việt, ghi nhận của chương trình tại các địa điểm bỏ phiếu ở Mỹ. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 8 tây tháng 11 2016, là ngày toàn nước Mỹ đi bầu cử tổng thống để chọn ra ai sẽ là tổng thống tiếp theo. Thì hôm nay mình đang có mặt ở trường Holmes Middle School ở tiểu bang Virginia. Đây là một trong các địa điểm để mà người dân có thể đến đây để bầu cử thuộc khu vực Northern Virginia. Tại những hòm bỏ phiếu được đặt ngay tại trường trung học Home Mill School, Virginia, Mỹ, nhiều bạn trẻ người Mỹ gốc Việt đang thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Tại địa điểm bầu cử này, một số cử tri gốc Việt ủng hộ cho ứng cử viên Donald Trump. Giữa hai người là Trump và Hillary thì mình sẽ chọn là Donald Trump. Mà mặc dù là Trump có nhiều cái người không thích, nhưng mà theo mình thì ông ta nói thì có thể sẽ làm đúng những gì ông ta nói. Còn Hillary thì có vẻ như là lời nói của bà ta không có được thật thà, và cũng như là không có nhiều người tin tưởng vào lời nói của bà Hillary nhiều lắm. Mỗi người một ý kiến, nhưng mà theo mình thì Trump thì sẽ là lựa chọn của mình. Hiện tại thì tôi đang đứng tại trường đại học Soka University, một điểm bỏ phiếu. Và hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ lần thứ 45. Khác với ở Việt Nam thì các cử tri có thể bầu cử trong nhiều ngày liên tiếp. Ngoài ra thì ở Mỹ, các cử tri cũng có thể bầu cử dưới hai cách. Thứ nhất là gửi phiếu bầu thông qua chuyển phát nhanh, và cách thứ hai là trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Các hiệu cắt tóc, quán ăn hay thậm chí là cả gara ô tô hay các trường đại học ở Mỹ đã được trưng dụng để biến thành điểm bỏ phiếu. Tại khu vực tiểu bang California, nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton. As a quarter Viet living in America, for me, I'm voting for Hillary Clinton because personally, I don't really agree with Trump's version of America. So I think that our future looks a lot brighter with Hillary Clinton, especially when it comes to issues like climate change and also immigration, and the way that people who are not just, you know, white are treated in the U.S. As for what I envision for our future, I hope it's going to be a lot hopeful if Hillary's elected. Hơn một năm từ khi tuyên bố tranh cử đến quá trình vận động cử tri miệt mài, các ứng viên Tổng thống Mỹ chính thức bước vào vòng đối đầu cuối cùng trên hành trình vào Nhà Trắng. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc vào 8 giờ tối ngày 8 tháng 11 theo giờ của Mỹ. Theo Hiến pháp Mỹ, trong tổng số 540 cử tri đoàn, nếu ứng cử viên nào thắng 270 cử tri đoàn thì sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together. Thưa quý vị, quy trình và thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ đã trải qua nhiều tháng với các giai đoạn khác nhau. Việc ứng viên Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ đắc cử không chỉ trở thành tâm điểm của chính trường Mỹ mà còn thu hút sự chú ý nhiều bạn trẻ người Mỹ gốc Việt. Dưới ý kiến của bạn Đào Trâm Anh, một người Mỹ gốc Việt mà chúng tôi đã ghi nhận được trong quá trình diễn ra bầu cử, xin mời quý vị cùng theo dõi. Thank you so much for joining me in this conversation. Can you share with me a little bit about your voting process? And is it your first time actually going to vote? Yes, it's my first time going. What are your opinions on the two candidates? And who are you going to vote for? You know, she's way more qualified in whatever she has, way more experienced, she has better policies. And I mean, it's like her platform format, aligned to my values. From the new president?
I think just as the election goes on, so I hope there will be work on social welfare program. Like, my family depends on it a lot. And something like healthcare and programs like food stamps and welfare. I mean, like, I want to see more investment in education, especially higher education. More investment in scholarship. I want to see more investment in healthcare. I want a cooperative government. I don't want to have this gridlock where we don't get anything done. I want to have a better criminal justice system. Like, I want us to decriminalize. Thank you so much for telling me your opinions. Thưa quý vị, tại hội trường nhà hàng Hoàng Thành, trung tâm thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, Hội Từ thiện Mái ấm Việt Séc đã tổ chức kỷ niệm 3 năm ngày thành lập với chủ đề Thu yêu thương. Tới dự lễ kỷ niệm có đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội, dẫn đầu đang ở thăm làm việc tại Séc và Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn. Thời gian qua, Hội Từ thiện Mái ấm Việt Séc có nhiều hoạt động giúp đỡ bà con trong cộng đồng, như thăm hỏi người gặp hoạn nạn, tặng quà trẻ em khuyết tật, người già neo đơn, người vô gia cư, v.v. Hội cũng thường xuyên tham gia các lễ hội để quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam. Nhân dịp này, bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho Hội Từ thiện Mái ấm Việt Séc để ghi nhận thành tích hoạt động từ thiện tích cực của hội. Tại Đài Bắc Đài Loan vừa diễn ra chương trình mang tên Ngày hội Văn hóa Châu Á-Thái Bình Dương năm 2016. Chương trình do Công ty Cổ phần Triển lãm Quốc tế Uniplan tại Đài Loan tổ chức với sự tham gia của 21 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, trong đó có Việt Nam. Đây là lần thứ 5 chương trình được tổ chức nhằm góp phần đẩy mạnh sự giao lưu trao đổi văn hóa và tăng cường sự hiểu biết của Đài Loan đối với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tại đây, các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đã gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu những hình ảnh, vũ điệu, âm nhạc, nghệ thuật văn hóa ẩm thực đặc trưng của đất nước mình. Gian trưng bày của Việt Nam giới thiệu những bộ trang phục truyền thống độc đáo, những món ăn đặc trưng và các hoạt động quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế. Những bài hát, điệu múa đặc sắc của Việt Nam cũng được trình diễn và thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngày 8 tháng 11, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Tula, thành phố Tula, Liên bang Nga, tham gia festival văn hóa mang tên Các dân tộc chúng ta là một do thành phố Tula tổ chức. Đây là lễ hội thường niên của thành phố Tula, được người dân và sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia hưởng ứng nhiệt tình. Sinh viên Việt Nam tham gia festival với gian triển lãm trưng bày những vật phẩm và tranh ảnh quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tại đây, bạn bè Nga và du khách quốc tế còn được giới thiệu về những bộ trang phục, những điệu múa truyền thống, những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Các bạn sinh viên Việt Nam đã mời những vị khách tham dự festival thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam. Thưa quý vị, Chùa Thiện Ân tọa lạc ở Fresno, thành phố lớn thứ 6 của tiểu bang California, Mỹ. Chùa có không gian thoáng đãng với nhiều tượng Phật, cảnh sắc trang nghiêm và thanh tịnh. Chùa có lịch sinh hoạt tu học hàng tuần, có lớp Việt ngữ cho các em thiếu nhi vào sáng ngày Chủ nhật. Những hình ảnh về Chùa Thiện Ân tại Mỹ ghi lại cũng sẽ kết thúc bản tin Người Việt Nam Châu ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại! Thank you.